Hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp giáo dục đào tạo với nhiều giải pháp phục vụ trong khâu quản lý và vận hành doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng, quản lý tài chính và tối ưu nguồn nhân sự, công ty cổ phần EMSO đã tổ chức lễ ra mắt nền tảng quản trị doanh nghiệp giáo dục đào tạo EasyEdu. Khi sử dụng các ứng dụng này thì các trung tâm sẽ dễ dàng dạy và học trực tuyến trên app của thiết bị di động, không giới hạn số lượng học sinh và thời gian tiết học. Giáo viên cũng dễ dàng soạn giáo án điện tử, học, thi, làm bài trực tuyến ngay trên nền tảng. EasyEdu là giải pháp hữu ích giúp cho việc quản trị doanh nghiệp giáo dục trở nên đơn giản, khoa học, tiết kiệm, hiệu quả. Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm đến 90% thời gian quản lý, 50% chi phí cho các hoạt động nhân sự, marketing.